Lụt máy cưa xin chào toàn thể anh em quý vị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2024. Cửa hàng Lụt máy cưa chúng em lại xin lên sóng và giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nội địa anh em nha. Hôm nay tại tổng cộng gồm có 10 con máy cưa xích, toàn là hàng đẹp, hàng VIP cho anh em. Đánh dấu ký tự là lô chữ Q, Q1, Q2 cho tới Q10 anh em nhá. Tại sao mà em đánh dấu cái Q như thế để cho anh em thuận tiện khi anh em đặt hàng. Đây, em có ghi cái tờ giấy này và dán cái lên cái phần tay cầm. Đấy, mỗi máy đều có dán rồi. Thì nếu mà anh em ưng con nào nhá thì anh em chỉ bảo là anh muốn mua cái con Q1 chẳng hạn hoặc là con Q2 chẳng hạn này. Đấy, cho tới con Q10 thì cửa hàng chúng em biết ngay anh em muốn lựa con nào trong cái lô này thì vào đóng hàng gửi đi cho anh em. Và bên em ạ thì không bắt anh em phải cọc trước và tặng kèm cho anh em là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tua vít chỉnh nha anh em nhá. Và bao ship cho anh em tới tận nhà. Đấy, công khai chỉ giá trên video này luôn. Hôm nay thì có báo giá chi tiết cho anh em từng con máy một nha. Nói rõ thông số kỹ thuật ra sao và độ dài làm xích như thế nào. Đó, và hôm nay thì có con Q1 thì bán thanh lý cho anh em. Thì giá rẻ nha anh em nhá. Anh em xem video nếu mà cảm thấy mà nhu cầu của mình sử dụng ít thì có thể lấy con Q1 chẳng hạn. Hôm nay thì có con ST này, Shindaiwa Echo này, Shindaiwa này Echo nhá và Makita có cặp luôn này. Đây cụt có hai chiếc nhá. Rồi đầu tiên là con Q1. Đấy, như đầu video em đã nói thì nói chung là cái con này thì cửa hàng chúng em thì đang bán với cái giá thành thanh lý cho anh em. Đó, con này thì nói chung nó là hàng máy mới anh em nhá chứ không phải hàng máy bãi. Còn từ con Q2 cho tới con Q10 cả, đây là máy bãi 100% nha. Nhưng mà con này thì cửa hàng chúng em bán khá là nhiều rồi, bán cực kỳ nhiều luôn anh em nhá. Anh em sử dụng ấy ạ thì nếu mà anh em về sử dụng ít thì lấy con này rất là hợp lý bởi vì giá thành của nó vừa phải. Đó, thương hiệu Nakata, hàng máy mới công suất lớn anh em nhá. Công suất lớn, chụp giật trợ lực này. Con này thì nó xài lam là 55 cm, phần mặt cắt còn lại là 50, sử dụng là xài xích lớn xích 72 anh em nha. Con này thì về anh em khai thác keo, khai thác tràm vô tư luôn anh em. Bởi vì công suất to nhưng mà giá thành lại đang thanh lý cho anh em, giá rẻ để cho anh em nào có nhu cầu sử dụng ít mà kinh phí hạn hẹp thì lấy con này về kiếm cơm vô tư luôn anh em nha. 1,6 triệu bao ship tận nhà cho anh em. Đấy, con này thì công suất là 45cc, còn độ dài đường kính của trái bê tông là 45mm. Còn công suất của nó là 52cc anh em nha. Hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 này. Đấy. Ok đúng không anh em? Đó, con Q1 thương hiệu Nakata. Đó. Rồi, qua con Q2 từ cái con này đi là hàng của Nhật bãi này anh em. Thì có lên cho anh em mà con Q2 là một con siêu mini tay cụt nha anh em nhé. Hàng này thì nó là hàng của Nhật bãi, công suất là 30cc. Đó, lam của nó thì cực kỳ nhỏ gọn luôn. Lam của nó thì 35cm, phần mặt cắt còn lại là 30 anh em nhé. Xin lỗi anh em, cái em vừa đang quay thì lại có khách ở bên ngoài một tí xíu. Rồi, quay lại chỉ đối chính anh em nha. Thì với cái con máy này ấy, thì nó thiên để cho anh em nhỏ gọn, để cho anh em cầm nắm một tay hoặc là anh em cầm để leo trèo trên cao, cắt tỉa cành, tỉa nhánh, đồ linh tinh, cắt những gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi đổ lại anh em nhá. Hoặc là tầm cái phích nước đổ lại đấy ạ. Đấy, anh em cần một chiếc máy cưa xích mini nhẹ nhàng thì con này rất là phù hợp nha. Giá thành thì vừa phải, 1,750,000 bao ship tận nhà cho anh em. Đấy, và đặc biệt con này thì nó xài hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 10 này. Đó, lam thì còn chữ xin đây qua của nguyên nha anh em nhá. Đấy, thấy không? Rồi, xích con này thì nó là sử dụng xích mini, xích này bán trên thị trường rất là nhiều và sợi xích thì hầu như là còn dày dặn và to bản nguyên này anh em. Đấy. Con này thì nó nuôi đồng cối đá rồi. Anh em sử dụng con này rất là phù hợp nha. Và con này thì phụ tùng thay thế rất là dễ dàng. Đến nữa hỏng ấy, thì thay thế phụ tùng thì nó cực kỳ nhiều trên thị trường, anh em không cần phải lo nhé anh em nhá. Ô, ra test nổ cho anh em nghe qua con này. Đó, con này thì hệ cơ mini cho anh em về sử dụng gia đình đấy ạ. Mmm.
nhớt nhau ra làm xích đầy đủ hết anh em nha. Máy móc thì còn nổ ngon lành hết cho anh nha. Rồi một con tay cù tiếp, con này thì nó là thương hiệu Tadanka và con này thì lam thì nó dài hơn anh cái con Q2 anh em nha. Cái con này thì lam của nó là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Còn cái con Q2 này thì lam là dài là 35 cm, phần mặt cắt còn lại là 30 anh em nhá. Hai con chênh nhau 5 cm. Con này thì lam dài hơn này và xích lẫn là sử dụng xích mini, bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Đấy. Máy móc cũng khá là đẹp luôn, có núm xăng phụ đầy đủ này, giá 1,9 triệu anh em nhá. Đó. Thương hiệu Tananka. Thương hiệu Tananka, hàng của Nhật bãi anh em nhá. Đây ông thần nào ông lại viết của bên Nhật, ông ấy viết toàn chữ Nhật vào đây đây anh nha. Đấy còn nguyên luôn anh em nha. Hàng nguyên đai, nguyên xi, nguyên kiện hết cho anh em. Con này thì công suất 33cc, đường kính xe bít tông là 38mm anh em. Đấy, 1,9 triệu bao ship đi tận nhà cho anh em. Về cho anh em cắt những khúc gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi hoặc là bằng cái phích nước đổ lại. Anh em nào mà hay leo trèo trên cao cắt tỉa cành để nhánh cũng là hợp lý luôn anh em nhá. Rất là nhẹ nhàng, cầm được một tay, sử dụng được luôn. Đấy, hoặc là anh em nào mà thích một chiếc máy cưa nhỏ gọn, lâu lâu mới có thể dùng mà nhẹ nhàng thì con này là phù hợp anh em nha. Q4 là một con máy cưa xích hệ tay dài thương hiệu Makita MEA333 anh em nhà. Con này giá 2,2 triệu này, đặc biệt có tích hợp chụp giật trợ lực này, có núm bơm xăng phụ này, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này, lam 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 cm, sử dụng là xài xích chung 91, xích này thì nó dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện này, xích còn như mới luôn anh em nhá, xích nguyên zin của nó còn như mới, có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam này luôn anh em này, anh em nhìn thấy chưa? Đó, thương hiệu Makita, dòng này thì nó là hàng cực kỳ chất lượng rồi anh em. Đây, Makita MEA333. Đó, ốc chân lam là ốc 13 anh em nhá. Thắng xích khóa xích sử dụng ngon lành hết cho anh em. Con này thì nó là hệ máy cưa mini nhỏ gọn để cho anh em về sử dụng vi gia đình. Đó. Hoặc là anh em cầm đi làm vườn làm rẫy hoặc là cắt củi nấu rượu đồ linh tinh anh em nhá. Về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. Công suất 33cc, đường kính chai bít tông 38mm. Đóng cái lè ra tí. Rồi. Đóng cái lè vào. Thì đặc biệt thì nó được tích hợp cho anh em là cái chụp giật trợ lực nên là anh em giật rất là nhẹ nhàng luôn anh em, cực kỳ nhẹ nhàng luôn anh em nhá. Này kéo này, thấy không, kéo rất là dễ nổ cho anh em luôn. Rồi con Q5 cũng thế, hai con thì nó giống hệt nhau anh em lấy con nào cũng được, lấy con Q4 cũng được mà con Q5 cũng được anh em nhá. Giá thành thì bằng nhau, lam xích thì cũng như vậy anh em. Đấy, có núm xăng phụ đầy đủ này, có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này, đó, chụp giật trợ lực này, công suất cũng 33cc và đường kính xe bít tông 38mm. Về phù hợp cho anh em cắt thước gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại anh em nha. Đây, 10E333 này, ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13 này. Rồi, giật test nổ cho anh em nghe qua con này. Kéo cái le ra một tí. Rồi, hỏng cái le vào. Và bây giờ là qua cái hàng bên trên là những sản phẩm cao cấp chất lượng cho anh em đây. Anh em nào mà có kinh phí thì lựa cho em những cái con máy hàng chất lượng này anh em nhá. Thì anh em sử dụng thì cực kỳ ngon lành cho anh em luôn.
Rồi đầu tiên là con Q6 là một con máy cửa Echo Corit giá 2.650.000. Có tích hợp chụp giật trợ lực này, hệ máy là hệ máy nòng đứng và công suất 34cc anh em nha. Đấy, con này hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 này, máy móc hàng đẹp, VIP chất lượng cho anh em luôn. Có núm buông xăng phụ này, hệ là mà hệ máy nòng đứng anh em nha. Làm xích còn chữ Echo nguyên này anh em. Đó, xích là xích trung 91, xích này thì bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Làm phần mặt cắt là được khoảng hơn 2 găng tay một tí. Đấy, phần mặt cắt rất là dài anh em nhá. Anh em nhìn chưa? Đấy. Có tích hợp chủ giật trợ lực này, made in Japan này. Anh em nào có kinh phí thì lấy cho em con này cho anh em về sử dụng gia đình thì cực kỳ hợp lý nhá. Cắt cái khu gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30 cm đổ lại. Đấy, xích là sử dụng xích trung 91 nha anh em nhá. Hàng máy rất là ngon lành cho anh em luôn. 2.650.000 có tích hợp chủ giật trợ lực, thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em này. Đó. Đấy, nó giật trợ lực giật rất là ngon. Máy móc cam kết thì hàng chuẩn zin đét đẹp cho anh em 100% anh em nhá. Rồi và anh em nào mà thích hệ máy cưa Shindaiwa này, hôm nay cho anh em lên một con 1029 Shindaiwa anh em nhá. Con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực này, le gió là le gió tự động này. Đó, le gió bóp vào tự đẩy về anh em nhá. Đó, con này thì nói chung là cũng là hệ cho anh em về sử dụng gia đình, 2.8 triệu con này. Đặc biệt này, phần lốc là con này sử dụng lốc của kim nhôm anh em nhá. Đấy, con này thì lam của nó là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 cm, sử dụng là xài xích mini. Đấy. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ hết anh em nha. Đây, thắng xích này, thắng lại, bóp lên, xích quay, anh em thấy chưa? Đó, tình trạng máy khá đẹp nha. Hai ốc chân lam và trực tiếp bằng khóa 13 này. Con này thì về phù hợp cắt cho anh em những khu gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30 cm đổ lại anh em nhá. Đấy, nhìn con máy khá đẹp luôn anh em nhá. Tem mác hầu như là con chuẩn chỉ hết. Đó, made in Japan, hàng của Nhật nhá. Lốc hợp kim nhôm luôn chứ không phải lốc nhựa anh em nhá. Hàng Shindaiwa thì nó nuôi đồng cối đá lắm anh em. Dùng cực kỳ ngon luôn anh em nhé. Con này thì sử dụng thì rất là phù hợp cho anh em về sử dụng gia đình đấy ạ. Hoặc là anh em nào mà muốn đi làm thuê làm mướn, hoặc là anh em về sử dụng cắt tỉa vườn nhà, hoặc là làm vườn làm rẫy đấy ạ. Đó. Vâng, và anh em nếu mà thích công suất lớn hơn một tí xíu nữa này, thì hôm nay lên cho anh em ba cái con này. Công suất này thì nó là công suất 36cc con Q8. Con này thương hiệu Echo Curit anh em nhé. Có tích hợp chụp giật trợ lực, công suất là 36cc 355. Đó, mã máy là 355. Giá 2.800.000 nha anh em nhá. Và đặc biệt theo máy là lam Latin luôn này anh em. Đây là lam Latin anh em nhá. Đó. Lam Latin, lam là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 cm. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em này. Có núm buông xăng phụ đầy đủ hết này. Con này xài hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 này. Hệ máy cưa nòng đứng anh em nhá. Cân nặng con này thì nó rơi vào tầm khoảng 5 kg cả lam xích đồ linh tinh. Đó. Cái dòng Echo này thì nó tích hợp rất là nhiều công nghệ như kiểu là thắng xích, khóa xích này, chụp giật trợ lực này, núm buông xăng phụ này, hai ốc chân lam này, theo máy là lam Latin nữa anh em. Mà giá thành thì cực kỳ hợp lý cho anh em nha anh em nhá. Anh em lấy con này về sử dụng thì khỏi phải chê, khỏi bàn luôn. Công suất khỏe thì về cho anh em phù hợp cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 30 cm đổ lại. Vâng, và nếu mà anh em là thích lại nồi đồng cối đá này thì hôm nay lại lên cho anh em một con Q9 con Shindaiwa. Shindaiwa anh em nhá, lốc hợp kim nhôm. Lốc hợp kim nhôm. Đấy, đặc biệt lốc hợp kim nhôm. Con này là lam 45 cm, phần mặt cắt còn lại là 40. Sử dụng là xài xích mini, xích bán trên thị trường cực kỳ nhiều, không cần phải lo. Đó, lam xích nguyên zin của nó luôn, 2.9 triệu cho con này anh em nhá.
hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 này. Xin đầy qua anh em nhá. Nòng là hệ máy cưa nòng đứng. Nói chung là con này thì nó chỉ bền thôi, nồi đồng cối đá anh em nhá. Đó, và tiết kiệm nhiên liệu nữa. Xin đầy qua này. Cái vòng tua con này khá là khỏe luôn anh em. Rồi giật test nổ cho anh em nghe qua nhá. Con máy cưa Estin 10S021 hàng của Đức anh em nhá. Đó, lam con này thì nó là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35, sử dụng là xài xích chung 91, xích còn cực kỳ dày dặn và to bản này anh em. Đó, xích nguyên zin của nó luôn nhá, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Xin Estin 021 hàng của Đức anh em nhá, có núm bơm xăng phụ đầy đủ nhá. Con này xài hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 19 này. Rồi, ốc còn vàng ươm luôn anh em nhá. Hết chề đúng không anh em, con này tình trạng khá là đẹp cho anh em luôn. Đây. Bên trong của nó đây, trắng phau luôn anh em. Con này thì nó là công suất cho anh em về sử dụng gia đình chuyên nghiệp hoặc là anh em về sử dụng khai thác tầm trung. Nòng của nó là 40mm, công suất là 40cc anh em nha. Tay nắm giật là tay nắm giật to bản này. Anh em thấy chưa? Đó. Chung là hàng của Đức, giá 3,8 triệu anh em nhá. Thương hiệu Estin 021, máy móc tình trạng đẹp này anh em nhá. Không phải chê, Made in Germany. Hàng này thì nó là hàng top 1 trên thị trường về máy cưa xích rồi. Anh em không cần phải lăn tăn. Vâng, và vừa rồi cửa hàng chúng em đã giới thiệu cho anh em là 10 con máy cưa xích. Anh em ưng con nào thì có thể liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng anh em nhá. Anh em chỉ cần đọc cho em cái mã đó, con Q mấy đây nha, là anh em đặt được hàng anh em nhá. Để lại cho em thông tin, địa chỉ và số điện thoại thì em sẽ đóng hàng gửi đến tận nhà cho anh em. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.